Hello anh em, lại là mình đây, Khương KL của anh em đây. Thì cái sự kiện nạp càng ít nạp càng nhiều này cũng được mấy hôm rồi, anh em cứ tiêu hết kim cương để nhận thôi. Thì hôm nay Ghana có sự kiện cái cặp đôi Chiêu Linh này anh em. Thì anh em mình quay cái sự kiện này có cả nhiều thứ khá là hay ho đó anh em. Đầu tiên là bốn cái bộ đồ này, thì nó có nhận kim cương được các thứ nữa, nhưng mà tỷ lệ của nó thì chắc có lẽ là thấp. Thì cái bốn bộ đồ này thì nó có hiệu ứng cũng khá là đặc biệt đó anh em. Cái bộ Chiêu Linh rực lửa, Chiêu Linh chói sáng nè, rồi cái bộ chiến binh phong vũ nè, cái bộ đàn thơ mặt trăng các thứ, một khẩu sào bát, nhưng mà đặc biệt là cái quả bom keo nè anh em. Bom keo Lily rực lửa nè. Cái quả bom keo này có phải là quả bom keo có hiệu ứng đầu tiên không anh em? Chắc là nó đúng không? Còn khẩu sào bát nữa này, này cái hai cái khẩu đắt, hai cái bộ mắc nhất á, thì nó là 15 huy hiệu. Cái bộ nữ thì 13. Khẩu sào bát thì cái chắc sẽ không có ai lấy đâu, với cái mấy món linh tinh linh tang này nữa cũng khá là ổn áp anh em. Thì không biết là em có thắc mắc cái này quay mất bao nhiêu không ha? Thì bây giờ mình đang có 1K237 kim cương, thì không biết là có mở lên cái này anh em mình cứ quay thôi. 99 kim cương để mình nhận được một lượt, 99 kim cương được 10 lượt với cộng một lượt đó anh em, là 11 lucky để mà anh em mình nhận được một cái mảnh này nha. Thì ok, em xem video nhớ cho mình xin một like nha, chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm luôn chuông thông báo nha anh em, cảm ơn em. Ok, chiến thôi, được mấy lượt rồi này. Ok, anh em cứ quay như vậy thôi. Thì giờ chỉ cần ra mấy cái hầm súng nữa thì anh em mình lại lãi mà anh em. 99 kim cương này, hai hầm súng thì lãi tiền rồi. Đó, nó sẽ điều chi như vậy, 10 phát thôi anh em mình sẽ nhận được một cái nguy hiểm thôi. Mong rằng may mắn sẽ đến với anh em mình, một phát được hai ba cái nguy hiểm chẳng hạn, hoặc một phát cái luôn bộ đồ anh em. Nhưng mà nó sẽ khá là mong manh đó anh em. Ok, vậy cũng khá khá rồi đấy. Hai cái bộ đồ thì nó có cái điều kiện để mà bật cái hướng đặc biệt nữa anh em, nghe có vẻ xịn sò. Ok, cứ như vậy mà anh em mình chiến thôi. Ra mấy cái lửa chạy đồ gọi thính này thì hơi lõm anh em ạ. Quay được bảy mấy dòng rồi đó. Cứ mỗi lần quay là mỗi lần chúc mừng, nhưng mà không ra được cái không nghe được cái bộ đồ nào hết, toàn ra hoặc cái kim cương cũng được chứ anh em, toàn ra một huy hiệu với mấy cái linh tinh thôi. Farm nhanh cho anh em đỡ mất thời gian nha. Đó, ok, 10 huy hiệu đó anh em. Nhận mấy cái lạc giặc bên đây nè. Ok, đây thì ở mốc 50 thì anh em mình nhận được cái huy hiệu nữa nha anh em. Anh em được 11 rồi. Đây, 11 rồi. Thì quay thêm một phát nữa để mình nhận được một mảnh nữa anh em. Tại vì cứ 11 lucky là anh em sẽ nhận được một cái. Hai bộ đồ này thì cũng khá là ok, nhưng mà mình thấy cái quả bom keo có hiệu ứng đầu tiên này thì xịn nhất rồi. Nên thôi, đẩy cái quả bom keo này là hợp lý anh em. Quá đẹp luôn đúng không? Xịn sò, hiệu ứng ngược lửa rồi cái thứ nữa kìa. Em thấy có đỉnh không ta? Quá đỉnh luôn đúng không? Ok, xịn quá xịn em ơi. Mấy cái này thì chẳng lấy làm gì đâu, để mình đổ qua bông keo thôi. Mới được một cái huy hiệu nữa nè. Còn bây giờ thì vô quy đổi thôi, quy đổi quả bom keo.
Ok. Cái đồ quả bông keo khác này. Đó. Qua đỉnh lên em, xịn sò chưa? Tí xíu nữa mình sẽ test cho anh em. Đổi nốt cái miếng dán này đi. Còn mấy kia thì không quan trọng đâu. Ok. Qua mở nốt mấy cái hộp súng lúc nãy mà anh em mình mở á. Thử có được cái gì không nha anh em. Cho nó xịn sò không. Ok, mở này. Này cũng khá có khá khá hầm súng đó anh em. Thì anh em mình móc 1k để mà sở hữu được cái quả bom keo đó. Chứ một đống hầm súng này. Không biết có ga khô, ngô ga khoai gì không anh em. Cái gồng lửa bay màu rồi. Hộp thật không. À, được một khẩu chim gỗ kiến này anh em. Ngon lành, phải gặp fan được cái thứ. Cơ khí không? Không được cơ khí anh em. Thanh lịch nè. Có thanh lịch không ta? Ok, không được phát thanh lịch nào rồi. À, bốn màu gừng xanh thì có rồi. Thôi. À, thật tình yêu cũng vậy. Thôi anh em. Còn pha gông. Một hộp được khẩu màu 014 pha gông luôn em. Ok. Một cái kim cương mà anh em mình nhận được một quả bom keo và hai khẩu súng dinh dưỡng. Một miếng dán lướt thì cũng ok rồi. Ok, còn bây giờ mình vô trong đây, cài đặt lên cái hình nền này trước cái đó. Đó. Anh em thấy dữ chưa? Quả xịn sò, hiệu ứng các thứ nữa. Cái này anh em mình vô ném một quả bom keo thôi địch gán liền anh em. Sao mà đỡ nổi. Ok, muốn liền cái này. Ok, trong thời gian chờ đợi thì anh em nhớ cho mình xin một like nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái video này thì mình quay bằng điện thoại. Đầu tiên nó mất âm thanh nên mình sẽ lồng tiếng lại. Mà có lẽ cái chất lượng âm thanh nó sẽ hơi kém một tí. Anh em xem thông cảm nha. Đây, quả bông keo đây. Xịn chưa anh em? Khá là xịn sò nha. Đây, ở đây thì hơi khó nhìn ha. Để mình qua bên kia mình quay cho mình qua bên kia cho anh em xem cho nó dễ hơn. Ở đây thì nó hơi gần nên hơi khó một tí. Đi qua trong cái quân luyện kia nha anh em. Ok. Hơi mất thời gian của anh em rồi. Đây, ra đây. Đây dựng quả bông keo. Đó. Anh em thấy quả bông keo sao? Quá đỉnh luôn đúng không? Quá xịn anh em à. Không còn gì để bàn cãi hết ha. Thì video này chỉ đơn giản là test cái vòng quay đó, thử anh em mất bao nhiêu để nhận được bom keo cũng như là bộ đồ. Thì nếu mà anh em lấy bộ đồ thì nó mất tầm gần 1k4 nha anh em. Thì ok, video hôm nay thì cũng đến đây thôi. Anh em thấy nhớ cho mình xin một like, chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Bấm luôn chuông thông báo nha anh em. Bye bye anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.